Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Và em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Rất lâu rồi mới cập biến một mặt hàng khác Peugeot. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là chiếc Mazda CX-8 phiên bản 2.5 Luxury một cầu, sản xuất và đăng ký năm 2021. Xe một chủ từ đầu, mang biển số gốc tỉnh, chạy hơn 3 vạn km. Và ngay bây giờ đây thì em Thái Hòa sẽ cùng tìm hiểu chi tiết chiếc xe với tất cả quý anh chị. Em vẫn xin nhắc lại câu nói quen thuộc của em. Tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn, không phạt nguội, và đặc biệt cam kết thêm cả mục là km gì. Nó xe thì được khoác lên mình màu ngoại thất là màu xanh Kawasaki anh chị nhá. Xe vừa mới cập bến bên em thôi, lau qua nước lã là đã cho lên sóng cho quý anh chị rồi, chưa spa dọn dẹp gì cả đâu ạ. Thì xe sẽ có một vài cái vết xước nho nhỏ này đó, thì em sẽ cho đi sơn lại nhá, không vấn đề gì cả. Nhìn chung là ngoại thất của chiếc xe vẫn còn rất là mới. Đó, có một vài cái vết xước răm thì em sẽ cho đi sơn tỉa lại thôi, còn đâu không vấn đề gì cả. Xe thì được trang bị đèn full led trước sau này, ống xả kép trông rất đẹp và cân đối này, cốp điện, đá cốp thì xe đều được trang bị đủ anh chị nha, đều được trang bị đủ. Đó, có cái phần này phải cho sơn lại đấy ạ, anh chị thấy chưa? Đó, cái phần xước như này phải cho sơn lại này. Đây nữa này. Em quay rất là thực tế, tính em làm việc thích làm sao nó phải chân thật nhất đấy, để cho quý anh chị nó phải khách quan đúng không ạ, chứ không phải là một cái xe về là em bốc phét là sơn zin 100% như nào cả, vì xe này đã là hơn 2 năm sử dụng rồi. Đó, trừ khi cái xe nào mà chạy chỉ vài trăm hoặc là hơn ngàn km thì có thể nói là sơn zin 99% có nói được. Còn với em là em quan điểm em là rõ ràng con này thì sơn zin khoảng trên 90% anh chị ạ. Đó, em sẽ cho sơn lại một nửa hông và cái phần bánh sốc trước này một chút thôi. Đó, xe được trang bị đèn full led, full cảm biến trước sau. Nói chung là cái ngoại thất của Mazda CX-8 thì rất là đẹp. Vành đa chấu này, lốp lắp thì vẫn đang còn rất là mới anh chị nhé. Lốp lắp thì vẫn đang còn rất là mới. Gia chủ cũng đã rất là giữ gìn khi là ốp thêm mấy cái mạ chrome ở đây. Hai hàng ghế trước đều được trang bị ghế chỉnh điện. Đó, ghế lái thì được trang bị hai vị trí nhớ ghế, 4 lên xuống kính thì đều auto. Nội thất của Mazda CX-8 rất đẹp luôn anh chị nha, rất đẹp luôn. Có thể nói là một trong những cái nội thất trau chuốt bậc nhất phân khúc. Trông rất châu Âu luôn đúng không ạ? Tuy là một chiếc xe đến từ Nhật Bản, ni lông của xe vẫn đang còn chưa bóc. Đó, xe được tất cả những cái phím bấm trang bị trên xe thì vẫn đều rất là mới, vô lăng của chiếc xe cực kỳ mới luôn anh chị này. Mới vô cùng luôn anh chị nha. Đó, mới vô cùng luôn, tất cả cái vách vô lăng chưa mờ chữa hay gì cả. Tần số của xe cũng vậy, nhiều chỗ chưa bóc ni lông luôn anh chị ạ. Nhiều chỗ chưa bóc ni lông luôn. Đây anh chị nhá, chưa bóc ni lông, phanh tay điện tử, phím gẩy sport, auto hold. Đó, nói chung là xe đủ hết, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Gương chiếu hậu chống chói. Bộ ghế da nắp pan của chiếc Mazda CX-8 cực kỳ đẹp ạ. Đây là một trong những chiếc xe có thể nói là hàng ghế thứ ba rộng bậc nhất phân khúc, rộng hơn Santa Fe nhiều anh chị nha. Rộng hơn Santa Fe nhiều. Ba tựa đầu này, bệ tỉ tay này. Đó, bệ tỉ tay này. Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh nhiệt độ. Đó, rồi là xe thì được trang bị 4 sưởi ghế luôn anh chị nhá, 4 sưởi ghế luôn. Quá xịn sò đúng không ạ? Quá xịn sò. Cái hàng ghế thứ ba thì rộng vô cùng. Hàng ghế thứ ba thì rộng vô cùng. Rộng bậc nhất, có thể nói là bậc nhất phân khúc luôn. Ở đây em vứt vừa mấy bộ gốc thoải mái luôn anh chị ạ. Quan trọng là anh chị cứ đến với em đi, em sẽ để cho anh chị một cái mức giá tốt nhất và yêu thương nhất. Anh chị đến mua của em thì không cần phải đặt cọc đâu. Anh chị cứ đi check test xe thoải mái, ok thì mới về đặt cọc cho em. Tính em thích làm việc khách quan ngay từ ban đầu, cứ đi check cho thoải mái đi ạ. Tất cả xe bên em bán ra thì vẫn như cam kết lúc đầu em nói rồi. Đó, em vẫn sẽ đi một vòng nhá, em vẫn sẽ đi một vòng. Làm sao mà mua xe cũ của em Thái Hòa, anh chị phải về thoải mái tươi cười đúng không ạ? Nội thất da nắp pan rất mới luôn. Em sẽ cho đi spa ngay sau khi em quay clip này anh chị nhá. Em sẽ cho đi spa. Đó, rất mới luôn. Rất mới luôn. Ok, có lẽ đến cái phần mà anh chị quan tâm nhất, đó là giá của chiếc xe. Hiện tại giá của chiếc Mazda CX-8 phiên bản 2.5 Luxury một cầu số tự động
sản xuất và đăng ký năm 2021, biển số gốc tỉnh. Nó chạy gần 4 vạn km, màu xanh Kawasaki, đang được Auto 88 chào bán với một mức giá vô cùng yêu thương, đó là 859 triệu đồng ạ. Quý anh chị có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ ngay qua số hotline ở trên màn hình. Và cái giá em báo vẫn sẽ còn thương lượng được khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng anh chị nhé. Xe này thì em vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Quý anh chị có nhu cầu mua xe, đó, mong là anh chị sẽ nhớ đến em Thái Hòa. Rất là cảm ơn quý anh chị đã xem hết được video này. Và chúc anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả và tràn đầy niềm vui. Em xin kết thúc video tại đây ạ.